chúng ta đến với Doctor Foundation thì chúng ta hãy nói đến một cái nhân vật khác, một vị tỷ phú khác cũng không kém cạnh Elon Musk đâu, đó chính là Mark Cuban ha anh em. Thì á, chúng ta cũng đã thấy được rằng á, là sau Elon Musk thì chúng ta có một nhân vật là Mark Cuban. Thì vị tỷ phú này cũng rất là ủng hộ Dogecoin, và cái sự ủng hộ của ông cũng đã gây một cái làn sóng chấn động đối với cộng đồng để phản bác lại cái vấn đề đó ra sao. Thì như chúng ta đã biết á, là Mark Cuban cũng đã chấp nhận thanh toán Dogecoin cho đội bóng của ông là đội bóng Dallas Mavericks ha. Thì cái việc mà chấp nhận thanh toán này á, thì vào cái thời điểm này á, nó chưa gây ra một cái sự chấn động đâu. Nó chỉ là một cái việc áp dụng thanh toán Dogecoin để có thể tạo nên cái hiệu ứng vào cái thời điểm đó đối với Dogecoin mà thôi. Nhưng mà cái việc chấn động ở đây á, tức là chỉ vào khoảng 2 tháng trước hoặc là 1 tháng trước đó anh em, vào khoảng tháng 7, tháng 8 đó, thì Mark Cuban nó mới thông báo một cái thông tin rằng là bất kỳ ai mà thanh toán bằng Dogecoin để có thể sở hữu những cái vật phẩm của đội bóng Dallas Mavericks, hay là mua vé vào xem những cái trận bóng của Dallas Mavericks á, thì những người mà thanh toán bằng Dogecoin đó thì họ sẽ được hưởng một cái ưu đãi là họ sẽ được giảm giá trong những cái đợt bán hàng sau này của đội bóng. Thì cái điều này đó, và thì vào cái thời điểm đó, đó thì cộng đồng họ lại dậy sóng một lần nữa rằng là sao, họ cho rằng á, là cái động thái này của Mark Cuban á là hoàn toàn là một cái động thái permendum đó. Họ cho rằng là ông phù phiếm Dogecoin bay cao lên để ông có thể xả Dogecoin đó. Nhưng mà vào cái thời điểm đó đó thì chính Elon Musk lại vào ủng hộ Mark Cuban đó. Thì Elon Musk á, ông đã phản hồi lại cái dòng tin tức của Mark Cuban rằng là ông đã phản hồi lại rất là ngắn gọn mà thôi. Ông phản hồi lại rằng là cái điều này tôi đã nói lâu rồi mà đó. Và ngay cả chính Mark Cuban á, ông cũng đã đính chính lại cái sự kiện này á, là ông nói rằng là tôi đưa ra những cái chính sách đó với Dogecoin, với đội bóng của tôi là không phải là một cái trò bơm gì cả, chẳng qua là tất cả vì đội bóng mà thôi. Tại vì ông dẫn chứng rằng là 95% doanh thu của đội Dallas Mavericks á đều đến từ Dogecoin mà thôi. Tại vì đội bóng của ông á đã chấp nhận thanh toán Dogecoin cũng như chấp nhận thanh toán Bitcoin, đúng không? Nhưng mà 95% doanh thu của đội bóng lại đến từ các khoản thanh toán Dogecoin, tức là tất cả vì người dùng mà thôi, chứ ông không hề có những cái chiêu trò permendum hoặc là những cái chiêu trò siêu để xả hay sao đó như cộng đồng đang đồn đoán ở bên ngoài kia. Và thậm chí ông còn dẫn một cái lập luận rằng á, là những cái tài sản đó mà ông đang nắm giữ, thậm chí đội bóng của ông đang nắm giữ, nó còn chưa đến 15.000 đô kia kìa. Và cái con số 15.000 đô này á, nó thực sự nó quá là bé đối với cái vốn hóa của Dogecoin vào thời điểm đó là 44 tỷ đô. Thì 15.000 đô mà xét trên bàn cân 44 tỷ đô so với mức vốn hóa của Dogecoin, thì anh em nghĩ rằng là cái việc xả như vậy nó có gây một cái mức ảnh hưởng lớn đối với Dogecoin hay không, đúng không? Và vào tháng 10 đó thì ông lại lặp lại một cái câu chuyện này đó. Ông lại nói, ông lại khẳng định lại rằng là sao, Dogecoin đang có một cái sức mạnh rất là lớn do cộng đồng và do những cái ưu điểm ưu việt của nó nữa. Tại vì sao? Tại vì Dogecoin sẽ dễ dàng thanh toán và tiếp cận hơn Bitcoin. Đây cũng là điều mà mình nghĩ rằng là nó là đúng. Tại vì nếu bây giờ anh em mua một Bitcoin với giá hiện tại bây giờ, là sáng nay Bitcoin đã đi lên có khoảng là 59.000 rồi, thì rất là đắt, đúng không anh em? Nhưng mà đối với giá trị của một Dogecoin nó lại khác. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 0.2, 0.3 đô thôi, đúng không? Và cái việc dễ dàng tiếp cận với nó, ai cũng có thể mua được. Nhưng mà đối với Bitcoin thì không ai, thì không nhiều người có thể mua được Bitcoin. Tại vì giá của Bitcoin bây giờ đang rất là cao rồi. Nhưng mà đối với Dogecoin thì lại khác anh em. Chúng ta có thể tiếp cận được, chúng ta có thể dễ dàng thanh toán được, chúng ta có thể mua được, bất kỳ ai cũng có thể mua được. Và cái lý do thứ hai chính là phí giao dịch của Dogecoin rất là nhỏ và nguồn cung của Dogecoin không giới hạn đó. Và cái việc nguồn cung không giới hạn này nó có thể dễ dàng để cho mọi người có thể dễ dàng thanh toán với nhau, thanh khoản nó cao hơn, và ai ai cũng có thể sở hữu được cùng với phí giao dịch nó rất là nhỏ mà thôi. Nó trái ngược lại với Bitcoin. Bitcoin chỉ có 21 triệu Bitcoin mà thôi. Vì vậy phí cũng cao hơn, và cái thanh khoản để mà chúng ta trao đổi hàng ngày như là chúng ta mua một cái vé xem phim, chúng ta mua một ly cà phê, hoặc là chúng ta mua một vé để mà vào trận đấu, chúng ta mua đồ lưu niệm, thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không? Và một cái điểm chính ở đây chính là Mark Cuban nhấn mạnh rằng là Bitcoin, không ai cầm Bitcoin để mà đi thanh toán cả. Tại vì là Bitcoin bây giờ đã được xem như là vàng mã hóa rồi. Người ta sẽ ưu tiên việc giữ Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị mà thôi, chứ không ai xách Bitcoin ra mà mua một cái vé xem phim,
hay là mua một miếng bánh chẳng hạn như vậy, đúng không anh em? Mà thay vào đó Dogecoin sẽ dễ tiếp cận hơn nhiều đó. Và ông cũng đã tuyên bố rằng là đối với Dogecoin thì ông cũng đầu tư khoảng là 1.500 đô thêm so với cái khoản đầu tư đầu năm của ông, là ông chỉ bỏ vào 500 đô mà thôi. Đó, vì thế nên những cái hoài nghi trước đây của cộng đồng về việc là những cái vị tỷ phú này họ bơm và họ xả thì hoàn toàn không có, đúng không? Chúng ta có Elon Musk, ông tuyên bố vẫn giữ Bitcoin, vẫn đầu tư Bitcoin. Và một cái điểm thú vị nữa là vào tháng 3 đó anh em, thì ông còn mua Dogecoin để mà cho đứa con của ông nữa. Và cái đứa con của ông thì lúc đó mình nhớ không nhầm là chỉ tầm khoảng là 6 tháng tuổi hay là 7 tháng tuổi gì thôi. Và đứa con của ông đó, cái chú bé đó đã trở thành người người hold Bitcoin trẻ tuổi nhất trên thế giới. Vậy thì tất cả những cái gì mà mình vừa chia sẻ về những cái tỷ phú chia sẻ thì nó chỉ đều nằm trong một những cái vấn đề là giải trí mà thôi. Và chúng ta hãy quay lại một cái câu chuyện rằng là ở đầu video mình đã nói là scam và những dự án có giá trị thật sự. Thì anh em nghĩ được rằng là đối với những vị tỷ phú này, khi mà họ đầu tư vào Dogecoin, họ tân hô Dogecoin như vậy, thì họ có một cái ẩn ý gì sâu thẳm hơn hay không? Đó thì chúng ta cũng phải hình dung rằng một câu chuyện, cái hành trình mà trở thành tỷ phú của họ không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Họ phải làm việc rất là nghiêm túc, rất là cực lực, và họ đi đến những cái giá trị cực kỳ đích thực trong cuộc sống này, về mặt nhân cách cũng giống như là về mặt chiến lược ở bên ngoài thao trường đó. Thì để được như vậy thì họ mới có được cái thành công như ngày hôm nay. Và Dogecoin cũng như vậy thôi anh em. Đó, họ nhìn vào Dogecoin với một cái ánh mắt rằng là đây là một dự án mà mình cho rằng là một dự án rất là ngây thơ, đúng không? Nó sinh ra không phải để lừa đảo người khác, nó sinh ra không phải để làm một cái gì đó vĩ mô, mà nó sinh ra chỉ để với một nhu cầu giải trí mà thôi. Và cái điều đáng trân trọng hơn ở đây tức là Dogecoin dám nói thẳng vấn đề đó. Thà anh nói với tôi là anh là một dự án không scam, anh sinh ra để giải trí, để có thể trở thành một cái gì đó tiêu khiển, để tôi còn có thể suy xét và cân nhắc việc đầu tư của tôi vào. Chứ anh không phải đi lừa dối những cái người tiêu dùng, những người khách hàng, những nhà giao dịch bằng cách là anh bánh vẽ ra như vậy, để rồi anh không làm gì cả, anh cầm tiền của các nhà đầu tư anh chạy đi. Đó, trong khi những dự án như là Bitcoin, Ethereum, BNB hoặc là FTT, họ vẫn đang hướng tới những cái giá trị đích thực như vậy, mà họ lại không bằng những cái dự án scam hay sao? Đó, thì đó là một cái nguyên do mà mình nghĩ rằng là những cái vị tỷ phú này họ đánh giá Dogecoin rất là cao ở cái phương diện như vậy, rất là chân thực, rất là thẳng thắn. Đó, ok, vậy thì chúng ta hãy đi đến một cái bước tiến tiếp theo đi. Vậy thì đó là những cái điểm lợi của Dogecoin, và đến hiện tại Dogecoin đã phát triển như thế nào thì anh em cũng biết rằng là vào tháng 8 đó anh em, thì chúng ta đã có Dogecoin Foundation được tái khởi động lại sau cỡ khoảng là 6-7 năm ngưng. Đó, thì sau khi mà Dogecoin được thành lập vào năm 2013 này anh em, thì chỉ khoảng 1-2 năm sau thôi thì những cái nhà sáng lập này họ đã không có tiếp tục phát triển dự án nữa, và Dogecoin hoàn toàn phụ thuộc vào tay của cộng đồng nha anh em. Nhưng mà đến tháng 8 năm 2021 là năm nay đó, thì Dogecoin Foundation đã được tái khởi động lại để có thể hướng đến việc hỗ trợ hệ sinh thái Dogecoin một cách rất là nghiêm túc về cộng đồng và thúc đẩy tương lai của blockchain Dogecoin nữa. Và rất là may mắn khi mà Dogecoin Foundation được tái khởi động lại đó anh em, thì chúng ta có những cái gương mặt rất là kinh khủng, phải nói là rất là kinh khủng ở trong cái ban cố vấn của Dogecoin này. Chúng ta có Billy Marcus là một trong những nhà sáng lập đã trở lại rồi. Chúng ta có Max Keller là một trong những người phát triển Dogecoin cũng đã trở lại. Và đặc biệt hơn, chúng ta có đại diện của Elon Musk trong đó, đó chính là Charles Bickel ha. Thì ông này là nắm giữ một cái trọng trách rất là lớn đối với việc kinh doanh của gia đình Elon Musk nha anh em. Thì á, đối với việc kinh doanh của gia đình Elon Musk thì luôn luôn phải có một người dẫn đầu, luôn luôn phải có một người lãnh đạo và là trưởng bộ phận nha. Thì ông Charles Bickel này là người đó đó. Thì chúng ta có Vitalik Buterin nữa, là một người phải nói là một dị nhân, một người đã thay đổi hoàn toàn cái thị trường tiền mã hóa này bằng việc sáng lập ra Ethereum. Thì bên mình cũng đã có video hướng dẫn cũng như là chia sẻ một cách rất là chi tiết về Vitalik Buterin ha. Thì nếu mà anh em nào muốn hiểu thêm về cuộc đời cũng như là những cái bước ngoặt, những cái sự phát triển của Vitalik Buterin á, thì anh em có thể click vào video dưới đây, mình sẽ để dưới phần bình luận đó cho anh em nha. Đó, vậy thì khi mà Dogecoin Foundation này được tái thiết lập, được khởi động trở lại và có những cái nhân vật rất là cộm cán như thế này, và họ đưa ra một cái định hướng rất là rõ ràng là sẽ hỗ trợ hệ sinh thái Dogecoin nè, cộng đồng và thúc đẩy tương lai của blockchain Dogecoin, thì đến thời điểm này thì chúng ta vẫn đã có một cái nhìn khác về Dogecoin, tức là họ sẽ hoạt động một cách nó nghiêm túc hơn, nó chỉnh chu hơn và nó tiến xa hơn trong tương lai nữa, chứ họ không dừng lại ở việc gọi là
sẽ là một cái trò đùa nữa, thì đây lại là một cái điểm cộng tiếp theo mà mình muốn ngợi khen Dogecoin. Tại vì sao? Tại vì rất là rõ ràng, từ đầu tôi tuyên bố đó là giải trí, đúng không? Giải trí thì không ai nói tôi scam được, tại vì tôi thẳng thắn ngay từ đầu rồi mà. Đó, giải trí, tôi nói giải trí, tiêu khiển tôi nói tiêu khiển, và đến thời điểm hiện tại khi mà tôi nghiêm túc thì tôi sẽ nói nghiêm túc. Và cái sự nghiêm túc đó được minh chứng bởi những cái tên rất là nặng ký ở đây. Anh em có thể tham khảo ở đây ha. Và đối với Vitalik Buterin á, thì ông lại có một cái mối quan hệ rất là, mình gọi là anh đi ha, tại vì anh cũng rất là trẻ tuổi mà. Anh lại có một cái mối quan hệ rất là mật thiết đối với Dogecoin. Thì sau khi cái cơn sóng Dogecoin nó tăng trưởng như vậy đó, thì vào năm nay á, thì anh cũng đã chốt lời cái khoản đầu tư của anh, mà anh đã đầu tư vào năm 2016 rồi anh em. Thì cái khoản đầu tư lúc đó của anh là chỉ khoảng là 25.000 đô thôi, nhưng mà nó đã tăng gấp 300 lần. Thì nó tương đương với khoảng là anh đang nắm giữ hơn 4 triệu USD Dogecoin đó. Nhưng mà sao? Tiêu khiển, giải trí nó vẫn phải là phạm vi của nó mà thôi. Và anh đã dùng tất cả những cái số tiền lời này để mà anh quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận ở Đông Phi, một hành động rất là ý nghĩa của Vitalik Buterin. Và nếu anh em nào có theo dõi những cái hành động của anh á, thì khi mà anh được đội ngũ của cái đồng Shiba đó nè, đồng Shiba Inu đó, thì được gửi vào ví của anh đó để có thể mà giảm cái nguồn cung của Shiba để mà có thể làm tăng giá trị của nó đó, thì cái tổng giá trị của Shiba được gửi vào ví của Vitalik Buterin vào thời điểm đó cũng rất là lớn nha anh em. Và mình không có nhớ rõ là bao nhiêu nữa, thì anh em có thể tìm lại những cái thông tin đó ha. Nhưng mà anh đã dùng cái số đó để mà anh hỗ trợ cho vấn đề dịch bệnh Covid ở Ấn Độ. Đó thì anh em có thể thấy rằng là những con người tầm nhìn, những con người mà họ có những cái giá trị đích thực ở trong cái thị trường tiền mã hóa này, họ đã xử lý ra sao. Họ đã xử lý một cách rất là nhân văn và ý nghĩa, và nó đi đúng vào cái giá trị mà đã được đặt ra đối với những nền tảng khác nhau, đúng không? Nó là một cái bức tranh rất là biệt lập. Đó. Thì khi mà Dogecoin Foundation này đó, thì cách đây khoảng một tuần đó anh em, thì bên phía Dogecoin Foundation họ cũng đã đưa ra một cái chiến dịch mà thông báo đến toàn thể cộng đồng đó, là họ sẽ thiết lập một cái cầu nối giữa Dogecoin và Ethereum để có thể tiến sâu hơn vào lĩnh vực NFT. Và việc thiết lập một cái cầu nối này sẽ giúp cho những anh em nào đang tham gia vào thị trường NFT, người dùng nào đang tham gia vào thị trường NFT ở trên các thị trường như là về OpenSea nè, về CryptoPunk nè, có thể thanh toán những cái tác phẩm NFT, sở hữu những cái tác phẩm NFT bằng Dogecoin. Đó, thì thay vì trước đây chúng ta muốn sở hữu một cái NFT nào đó, chúng ta phải thanh toán bằng Ethereum, đúng không? Nhưng mà cái cầu nối giữa Ethereum và Dogecoin sẽ cho người dùng thanh toán những cái NFT đó bằng Dogecoin. Và cái điều này đó, nó sẽ thúc đẩy hơn cái tính thanh khoản của Dogecoin, và sẽ giúp cho Dogecoin có thể được ứng dụng nhiều hơn, có thể được hướng tới tiếp cận nhiều hơn, không chỉ là những cái mảng thanh toán đơn thuần nữa, mà còn là những cái ngóc ngách, những cái phạm vi khác của thị trường tiền mã hóa. Và cái điều này mình sẽ quay lại cái câu chuyện rằng là hai cái phần này là hồi nãy mình có chia sẻ cho anh em là tại sao nó lại liên quan đến Dogecoin Foundation. Thì anh em có thể thấy rằng á, là trong Dogecoin Foundation chúng ta có đại diện của Elon Musk ở đây, đúng không? Đó, chúng ta có cầu nối NFT và Ethereum, chúng ta có cầu nối Dogecoin và Ethereum mới được công bố gần đây, đúng không? Vậy thì có lý do nào khi mà Elon Musk bước chân vào thị trường NFT và thanh toán bằng Dogecoin đã được lý giải ở đây? Và bên cạnh đó, chúng ta có mẹ của Elon Musk là bà May Musk đó, bà cũng tham gia và tích cực vào hoạt động Metaverse đó. Vậy thì cái sự adoption, cái sự ứng dụng và việc thanh toán của Dogecoin sẽ được ứng dụng ở đây thông qua việc cầu nối Ethereum và Dogecoin được Dogecoin Foundation triển khai ở đây. Thì khi mà mình liên kết lại hai cái sự kiện này thì mình đã cảm thấy rằng là wow, cái việc mà Elon Musk sẽ bắt đầu tái khởi động lại với thị trường NFT chỉ là một tương lai gần mà thôi, và hoàn toàn có khả thi, và trong đó sẽ có sự hiện diện của Dogecoin mà thôi. Đó, và đó là những gì mình chia sẻ cho anh em ha. Vậy thì chúng ta hãy tiến đến cái bước cuối cùng của cái video này đi. Tại vì mình cũng cảm thấy rằng là video này cũng khá là dài rồi đấy. Thì về tương lai của Dogecoin là sao, thì chúng ta hãy nhìn lại tổng quan một tí ha. Từ một đồng coin làm ra cho vui mà thôi, về tổng cung là vô hạn, chúng ta không biết được rằng là sẽ có bao nhiêu Dogecoin được sinh ra nữa. Và từ một cái đồng coin không có ứng dụng thực tiễn nào cả, thì cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã có gì? Làm ra cho vui bây giờ, chúng ta đã có một cái bước tiến rất là nghiêm túc khi mà đã có Dogecoin Foundation được tái khởi động lại ha. Về tổng cung của Dogecoin là vô hạn. Vậy thì ở đây tại sao mình lại điền vào cái ô trống này là đầu tư giải trí? Tại vì anh em có thể hình dung lại rằng là sao?
là nếu mà xét trên một cái thước phim á, đó anh em, Bitcoin là một cái bộ phim nói về cái cuộc cách mạng thực sự của nền tài chính toàn cầu khi mà được tạo ra Bitcoin có thể thay đổi tiền tệ tài chính của toàn nhân loại, đúng không? Đó là một bộ phim về cách mạng, một bộ phim về sử thi. Chúng ta có Ethereum là một bộ phim về một bước tiến công nghệ ra ngoài vũ trụ dựa trên cái nền móng đó, đúng không? Và đối với Dogecoin thì mình cho rằng Dogecoin là một thước phim, một bộ phim bi hài anh em. Tại sao là một bộ phim bi hài? Tại vì là đối với một cái bộ phim bi hài đó, khi mà anh em xem thì nó rất là vui, đúng không? Xuyên suốt cái mạch phim nó rất là vui, nhưng mà ẩn sâu trong những cái nụ cười đó, trong những cái mà hài kịch đó, thì chúng ta luôn có những cái mảng đen tối chen lẫn nhau, những cái bài học đen tối chen lẫn nhau, nói về thực trạng đang diễn ra ở trên cuộc sống của chúng ta, đúng không? Vậy thì đối với cái thị trường tiền mã hóa này cũng vậy. Đó, giữa hai cái bộ phim mà Bitcoin, những cái tác phẩm giá trị được tạo ra, đúng không? Hoặc là những cái bộ phim mà trêu ngươi, những cái bộ phim mà nó không có giá trị gì cả do những dự án scam tạo ra mà nó bánh vẽ cho anh em, thì Dogecoin chính là bộ phim bi hài, một cái sự kết hợp đó lại. Để khi chúng ta nhìn vào Dogecoin, chúng ta sẽ thấy được rằng là vẫn còn những giá trị đang được lưu giữ, đang được triển khai một cách tích cực. Đó, nhưng mà nó cũng để lại cho chúng ta những cái bài học, những cái mảng đen tối như là về cái việc bi hài đó. Tức là đã có rất nhiều nhà đầu tư họ đã bị sập hầm về cái đồng Dogecoin này. Và đó chính là một cái những cái bi kịch mà chúng ta vẫn phải được trải nghiệm ở trong một cái bộ phim bi hài như vậy. Đó, giống như bây giờ mình nhìn vào Dogecoin mình vẫn cười. Đó, mình vẫn thấy wow, nó thật là dễ thương, nó thật là thú vị. Nhưng mà ẩn sau đó thì đã có rất nhiều những cái bi kịch mà các nhà đầu tư đã lún sâu vào và đã bị thua lỗ rất là nhiều đó. Và cái chữ đầu tư giải trí ở đây mình muốn giải thích cho anh em, tức là sao? Tức là đối với riêng cá nhân mình thì mình vẫn không đầu tư và vẫn không trông mong về kỳ vọng của Dogecoin trong tương lai. Mặc dù là đã có những cái hoạt động nghiêm túc như vậy, đã có những cái nhận định như mình đã chia sẻ trong video này, nhưng mà đối với riêng cá nhân mình chỉ đầu tư một khoản như là bằng một ly cà phê, bằng một bịch bánh hoặc là bằng một vé xem phim, khoảng là 10 đô, 20 đô, 30 đô chẳng hạn vào Dogecoin. Để sao? Tại vì trong một bộ phim bi hài đó, đúng không, thì sẽ có nhiều nhân vật chính và nhân vật phụ, nhưng mình sẽ chấp nhận mình là nhân vật thứ ba trong bộ phim này, tức là mình là một khán giả, mình chấp nhận bỏ một khoản tiền như một vé xem phim để có thể đầu tư và xem cái diễn biến của Dogecoin ra sao. Tại vì cái diễn biến của Dogecoin á, mình nghĩ rằng trong tương lai nó sẽ còn rất là thú vị nữa, và mình chỉ chấp nhận mình là nhân vật thứ ba mà thôi, là khán giả để mà xem mà thôi. Và nếu sau này á, Elon Musk có chấp nhận thanh toán Dogecoin cho Tesla, hoặc là chấp nhận thanh toán Dogecoin cho NFT, hoặc là những cái mảng khác, hoặc là Dogecoin sẽ tiến đến một cái gì đó nó xa hơn, thì đối với một người khán giả như mình thì mình vẫn sẽ là khán giả, mình vẫn sẽ được trải nghiệm, vẫn sẽ được xem những cái bộ phim đó của Dogecoin tạo nên cho thị trường này ra sao, và mình cũng sẽ đóng một cái vai trò là một cái người đầu tư thú vị vào cái dự án này. Tại vì mình bỏ 20 đô, 30 đô, một cái khoản đầu tư cực kỳ nhỏ vào đây, thì mình cũng sẽ góp phần là một trong những cái nhân vật xuất hiện trong cái kỷ nguyên lịch sử mà Dogecoin đã tạo ra. Đó, một phần nho nhỏ mà thôi. Thì bằng cái việc đầu tư giải trí như vậy, nên mình cũng sẽ có một cái tâm lý trải nghiệm, chiêm nghiệm và những cái cung bậc cảm xúc khác nhau trong cái quá trình mà Dogecoin đang dừng chân ở thời điểm hiện tại đến tương lai nha anh em. Và một cái yếu tố cuối cùng, tức là về ứng dụng không thường tiện của Dogecoin, thì bây giờ anh em có thể thấy được rằng á, là rất nhiều những cái cửa hàng bán lẻ nè, rất nhiều những cái tổ chức tài chính, những cái tổ chức kinh doanh trên toàn cầu, họ cũng đã chấp nhận Dogecoin rồi. Đó, và đó cũng là một cái bước tiến đáng kể đối với Dogecoin ở bức tranh 2013 và thời điểm hiện tại nó ra sao ha. Ok, vậy thì cái video đến đây cũng đã khá là dài rồi, nên mình cũng xin tạm ngừng video tại đây. Và những cái bức tranh về Dogecoin mình đã tóm gọn lại cho anh em bằng những cái quan điểm cá nhân của mình, và mình hy vọng rằng là anh em có thể thích cái video này, và cái video này sẽ mang lại cho anh em nhiều cái góc nhìn mới hơn về cái đồng coin cực kỳ đặc biệt này. Và một lần nữa mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi mình trong cái video lần này nha. Nếu anh em nào có ý kiến á, về cái đồng này và có những cái quan điểm, thì anh em đừng ngần ngại để mà để lại bình luận ở bên phía dưới video. Mình sẽ đọc hết bất kỳ bình luận nào, dù tiêu cực hay tích cực của anh em, mình cũng sẽ đều đọc hết nha. Anh em đừng có lo về cái vấn đề đó. Và nếu anh em nào ưu ái hơn thì có thể dành cho kênh của Coin68 một nút like và một nút subscribe để kênh của mình
và cùng đội ngũ team mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nha. Ok, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.